Thầy Minh Thiện vào đoàn được mấy ngày thầy? À, đang mệt hả? À. Thầy Minh Thiện đang mệt nha cô chú anh chị. Bạch Thế Tôn, thưa ngài, thầy Môn Ca La Na, thầy Môn Ca La Na đã ra đi rồi. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Di nha. Lời nói đầu tiên Di xin chúc quý cô chú anh chị cùng gia đình có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại Di đang có mặt tại nhà của sư Minh Thiện. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024 là buổi lễ Di Quang, là một ngày cuối sẽ đưa linh cữu của sư Minh Thiện về nghĩa trang Hoa Viên để mà an táng quý cô chú anh chị. Giờ này cũng gần đến buổi lễ Di Quang sẽ đưa linh cữu của sư Minh Thiện về nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Hôm nay Di có mặt tại ngôi nhà của sư Minh Thiện để quay và cập nhật ngày cuối cùng buổi lễ Di Quang đưa linh cữu của sư Minh Thiện về nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương nha quý cô chú chị. Và bây giờ xin mời quý cô chú chị theo dõi buổi lễ Di Quang của sư Minh Thiện ngày hôm nay nhé. Như quý cô chú chị thấy là hiện tại bà con cũng đang dần đến để thắp hương cho linh cữu của sư Minh Thiện lần cuối nha quý cô chú chị. Vì hôm nay là ngày buổi lễ Di Quang, là ngày cuối cùng sẽ đưa linh cữu của sư Minh Thiện về nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương để an táng. Bà con thì những Phật tử cũng từ xa thì cũng rất là mến mộ sư Minh Thiện. Sư đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam tìm sư Minh Đệ để học đạo quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị cũng đã biết là sư Minh Thiện là ở Mỹ. Sư Minh Thiện ở Mỹ là một vị Phật tử tại gia. Như thông tin Di được biết là sư Minh Thiện đã tu tại gia là 10 năm ở bên Mỹ quý cô chú anh chị. Thì sư mới biết được là sư Minh Đệ, nên sư Minh Thiện rất là trân quý, rất là tin tưởng sư Minh Tệ. Vì sư Minh Tệ đã đi khổ hạnh 6 năm thì quý cô chú chị cũng đã biết là một vị Phật tử mà gặp một người tu khổ hạnh như thế thì sư Minh Thiện mới ngưỡng mộ và quyết tâm từ Mỹ trở về Việt Nam để mà tìm sư Minh Tệ cùng học đạo với cô chú anh chị. Nhưng không may mắn là do sư Minh Thiện ở bên Mỹ cái thời tiết nó không giống như Việt Nam. Sư Minh Thiện về Việt Nam mà tu theo sư Minh Tệ thì đương nhiên thì quý cô chú chị biết đó, là sư Minh Tệ là tu 13 hạnh đầu đà thì rất là khó khăn. Vì sư Minh Thiện phải, nếu mà đi cùng với sư Minh Tệ thì phải đi ngoài trời nắng, do cơ thể chưa thích nghi được với thời tiết Việt Nam. Trong lúc mà khắc thực thì sư Minh Thiện bị sốc nhiệt, nên mọi người đưa sư Minh Thiện về bệnh viện thành phố Huế, nhưng không may mắn thì sư Minh Thiện không qua khỏi và mất tại bệnh viện thành phố Huế với cô chú chị. Một điều rất là đau lòng đối với gia đình
cũng như là đối với những người Phật tử mến mộ sư Minh Tuệ cũng như là mến mộ sư Minh Thiện, một người dám bỏ hết tất cả sự giàu sang phú quý để tìm một vị chân tu như sư Minh Tuệ để mà tu đạo. Quý cô chú anh chị, nói chung ra là Duy rất là cảm kích sư Minh Thiện đã bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp để mà đi tìm hướng đi của Đức Phật Thích Ca. Đây là di ảnh của sư Minh Thiện. Hôm nay Duy có mặt tại đây để đốt cho sư Minh Thiện một nén hương và cũng xin cầu nguyện cho linh cữu của sư Minh Thiện được vãng sanh về miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng có một bức tượng của ngài sư Minh Đệ, chắc có lẽ là Phật tử đến viếng sư Minh Thiện và trao tặng cho gia đình bức tượng của ngài sư Minh Đệ rất là trang nghiêm với cô chú chị. Bây giờ cũng gần đến giờ của buổi lễ di quan đường sư Minh Thiện về nghĩa trang Hoa Viên. Chị cũng mong là mọi người sẽ cùng niệm Phật để cầu nguyện cho linh cữu của sư Minh Thiện về nơi an nghỉ nha quý cô chú anh chị. Quán chúng sanh, người sinh, người chết, sắc lành, sắc dữ, thiện xấu, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hạnh, thiện ác đều phân biệt hết. Có các chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, vị bàn thị tu chất, hạng ưu bàn chân chất thi. Khi chúng mọi mạng chung sinh dựng lành lên trời, ta lại dùng thiên nhãn thanh tịnh không tiêu biết quán chúng sanh, người sinh, người chết, sắc lành, sắc dữ, đường lành, đường ác, hoặc tốt hay xấu, các hạnh, các bộ, ta đều biết rõ. Bà La Môn nên biết, vào lúc chiều đêm tịnh tịnh, ta là tối thượng thủ. Ngày ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng thu thức hơn khi sống ở nơi mạnh khỏe. Bây giờ ta lại nghĩ, những sa môn và La Môn nào mà ngu si, tâm tối, cũng như người ấy liền có pháp ác bất thiện. Ta không phải người đó.